Ơi. Có lượt con nè. Dí. Mẹ dán, mẹ ơi, mẹ dán đi. Con gỡ ra. Ui. Cái gì vậy? Rồi, con làm tiếp ở đó đi. Toán. Toán. Bình đang làm gì đó? Bình ơi. Con làm gì á? Nói xem. Đó. Cái gốc. Phải. Đúng. Con đang làm gì? Nói xem. Nói xem Minh đang làm gì. Bao tập. Trả lời sao? Dạ con đang bao tập. Bao tập để làm gì? Để con đi học. Chừng nào? Thứ hai tuần sau. Thứ hai tuần sau. Thứ hai tuần sau là mình học lớp mấy? Lớp 7. Hả? Lớp 2. Hả? Giỡn thôi. Mình học lớp mấy? Lớp 1. Lớp 1 mấy con biết không? Lớp 1 ngoài đây nè. Lớp 1 19. Đúng rồi. Ba con nói là lớp 1 19 đó. Trường con có cần nhà không? Dạ có. Con biết chỗ trường con không? Dạ biết, gần lắm. Gần lắm hả? Con tự đi một mình được không? Thôi con sợ lắm. Sợ gì? Sợ gì? Giỡn thôi. Sợ gì nói nghe coi. Giỡn thôi chứ con không có sợ đâu. Làm gì? Mày làm gì á? Sao coi? Con làm đi. Mẹ ơi. Làm gì á? Con làm đi. Con bao tập. Mẹ. Sao mẹ không dán? Con làm đi rồi mẹ dán. Mẹ đang quay hả?